mến chào các bạn đến với buổi tập của ngày cuối cùng, ngày thứ bảy. Như ở đây ấy, thì các bạn nhìn thấy cái, cái ghế màu đỏ mà Kim Toàn đã đi suốt với các bạn trong 6 buổi tập vừa qua. Sẽ có rất nhiều bạn hỏi rằng cái ghế này để dùng vào việc gì? Và cũng rất nhiều bạn tò mò, thì Kim Toàn sẽ giải thích luôn nhé. Đây là cái ghế tên là ghế Tan Cha hay còn gọi là ghế tình yêu. Chúng ta có thể có rất là nhiều cái giường rất là tốt để chăm sóc sức khỏe của mình cũng như là có các căn phòng ngủ rất là rộng, có thể là phòng tổng thống hoặc là thống đốc hay là gì đó, những trang thiết bị nội thất thì rất là tuyệt vời. tuy nhiên đó chỉ là chiếc giường để các bạn nằm ngủ thôi nhé, phòng ngủ mà. vậy thì đó là chiếc giường nằm ngủ. ngoài ra chúng ta có thể có những cái chiếc giường đọc sách hay là có những cái chiếc giường phù hợp với cái việc mà mình làm sao sử dụng. có thể là chiếc giường mà chúng ta nằm ở bãi biển, đó gọi là giường nằm nghỉ thư giãn để ngắm cảnh, giường để đọc sách, giường để ngủ. Nhưng để có chiếc giường để quan hệ tình cảm tình dục thì đúng là đây là một cái văn hóa mà có lẽ là các bạn ít nhiều chưa chạm tới vậy thì cũng nhân cái dịp này kim toàn chia sẻ với các bạn về cái tính năng sử dụng chiếc giường này mục đích không phải là để chúng ta làm sao thác loạn hay là để làm sao đem lại một cái điều gì đó nó không phi nó không thực tế thậm chí là nó phương thực tế và đôi khi nó liên quan đến cái sở thích của cá nhân từng người cũng có thể là sở thích quái đản có thể là rất nhiều người bạn bảo rằng kim toàn là một trong những cái chuyên gia rất là dở hơi có rất nhiều các cái sở thích quái đản tuy nhiên thì đây là cái chuyên môn nhìn theo ánh nhìn tích cực và hướng nhìn tích cực nhé thì nó sẽ giúp các bạn giải phóng rất là nhiều cái gì ạ sức lao động cũng như là làm sao uh, nâng cao cái chất lượng cảm xúc tình cảm tình dục của các bạn nên và các bạn rất dễ dàng quan sát những cái vị trí cơ thể người bạn người yêu của mình nhé từ đó rõ ràng là chúng ta làm sao nâng cao cái chất lượng cảm xúc của mình nên có đúng là khi chúng ta nằm dưới giả thiết như chúng ta quan hệ tình cảm tình dục chúng ta nằm ở phía dưới mình sẽ dễ dàng quan sát cái bộ ngực cũng như là ánh mắt nụ cười của người nữ đúng không hoặc là khi các bạn nằm ở trên thì các bạn cũng dễ dàng quan sát nhưng khi nằm sấp nằm ngửa nằm nghiêng thì chúng ta rất là khó quan sát cũng như là tìm kiếm ra được những cái cảm xúc mới nạ hơn hiệu quả hơn vậy thì chiếc giường này nó sẽ đáp ứng được toàn bộ những cái nhu cầu đó của các bạn nhưng để biết cách sử dụng đấy thì các bạn cần phải có những người có chuyên gia có kinh nghiệm như kim toàn hướng dẫn nhé thì kim toàn đấy giả thiết luôn này chúng ta có thể là nằm ngửa ở cái tư thế này đúng không tay buông lỏng hoặc làm gì đó hoặc là ngồi cao lên một chút đúng không hoặc cũng có thể là chân trên chân, chân dưới rất là đơn giản hoặc trong trường hợp các bạn có thay đổi cái tư thế ở hướng khác có nghĩa là chúng ta không chỉ nằm ở những cái tư thế truyền thống nữa mà chuyển sang những cái tư thế rất là khác lạ mới thậm chí là rất là hiệu quả các bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra rồi đúng không kiểm toàn cũng không cần phải làm sao Và thị phạm mẫu nam mẫu nữ nữa để các bạn cũng rất là dễ có thể là tưởng tượng ra đúng không rồi cũng có thể là làm sao rất là đơn giản đúng không nằm sấp đúng không rồi cũng có thể là nâng chân nâng tay tùy hoặc nằm ngửa đúng không rồi rồi các bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được ít nhiều đúng không và với chiếc giường như thế này đấy thì các bạn hoàn toàn có thể làm sao vừa là để quan hệ tình cảm tình dục vừa để nâng cao cái chất lượng cảm xúc của mình và quan trọng nhất chính là giúp các bạn chữa bệnh và dưỡng sinh nhé thì kiểm toán đến luôn một cái ví dụ này ai đó mà các bạn đang bị đau lưng và đúng là nam giới thì 10 người có lẽ là chín 10 người là bị đau lưng sớm hay muộn thôi nhiều người trường hợp rất là tệ có thể là gai hoặc thoát vị hoặc thoái hóa hoặc là kèm tất cả những cái combo bệnh như vừa rồi thậm chí là còn thêm cả gút nữa vậy thì cái việc quan hệ tình cảm đối với các bạn nó là một cái cực hình rất là khổ tuy nhiên chúng ta vẫn cứ phải làm cái việc đó đôi khi không phải là làm vì mình thích nữa mà là để giữ ổn định cái gia đình mà mình đang có đúng không? Vậy thì chiếc giường này sẽ giúp các bạn giải quyết toàn bộ những cái điều thắc mắc cũng như cái khó khăn của các bạn ít hoặc nhiều nhé. Và để có thể sử dụng một chiếc giường này một cách thật sự là hiệu quả và đạt cái ngưỡng cao nhất nhé, thì các bạn kết nối với Kim Toàn. Và sau đây là chúng ta sẽ cùng tập luôn bài tập nhé.